các anh chị và các bạn có biết tại sao mỗi một cá nhân trong vòng nhân loại của chúng ta đều khao khát sự tôn trọng không? Bất kể cá nhân đó đang ở địa vị nào trong xã hội, từ vị lãnh đạo cao nhất của quốc gia cho đến anh công nhân vệ sinh đường phố, từ trẻ em mới có ý thức đến người cao niên, từ nam giới cho đến nữ giới, từ những chàng trai đến các cô gái, tất cả mọi người, tôi nói là tất cả mọi người không trừ một ai. Tại sao mọi người lại khao khát sự tôn trọng đến như vậy? Hôm nay thì tôi bắt đầu với cái chủ đề này để mà có một số ý trao đổi với các anh chị. Trước khi cho biết lý do tại sao thì tôi muốn gợi ý bằng một ví dụ này để các anh chị và các bạn suy ngẫm. Ví dụ như các anh chị vừa mua một chiếc điện thoại mới về, các anh chị cảm thấy rất quý, quý vì nó đắt tiền, nó là thành tựu của một tập thể kỹ sư của hãng sản xuất. Nó là công sức của nhiều người tạo ra nó và nó được định một cái giá để giao dịch. Nói chung là ở trong chiếc điện thoại tinh vi đó, nó chứa đựng một giá trị có thể đo lường được, nên nó quý. Từ quý là từ có thể so sánh tương đương với từ tôn trọng. Tôi tạm định nghĩa từ tôn trọng, nghĩa là mình đã tôn lên và quý trọng đối tượng mà mình đang giao tiếp hay là mình đang sở hữu. Thì bây giờ đối với một chiếc điện thoại hay là một chiếc xe, hay đơn giản hơn là một món đồ nào mà mình mới sở hữu, mình trước hết là thấy thích nó và quý trọng nó, huống chi là con người. Do đó khi mình cư xử khiến người khác có cảm giác không được tôn trọng là mình đã gây tổn thương cho người ta. Đương nhiên không có món đồ nào dù quý đến đâu, định giá cao cỡ nào có thể so sánh với giá trị của một con người. Và dĩ nhiên con người không phải là tự có. Con người ban đầu phải được một đấng tạo hóa dựng lên và ban cho cơ chế sinh sản để tiếp tục duy trì nòi giống. Điều gì mà nó xảy ra tự nhiên, tự động, quá sức tuyệt vời nên chúng ta thường không để ý tới cái mức độ tinh vi mà tác giả đã đặt vào công trình sáng tạo. Ví dụ như bây giờ là đơn cử, đây không phải là ví dụ mà tôi chỉ nhắc lại một điều mà mọi người đều có thể quan sát. Con người chúng ta khi đói bụng ăn thực phẩm vào thì cơ thể mình tự động phân loại các dưỡng chất, chất đạm, chất khoáng hay khoa học gọi là protein hay là vitamin vân vân và vân vân. Chất nào mà cơ thể hấp thụ được thì sử dụng, chất nào không hấp thụ được thì cho ra ngoài. Cả một cái cơ chế phức tạp tinh vi như vậy, công trình này phải là tác phẩm của một đấng toàn tri và toàn năng. Toàn tri là biết hết tất cả, toàn năng là làm được mọi sự, vượt xa sự tưởng tượng của loài người chúng ta. Các anh chị biết là ngày nay các hãng chế tạo máy ảnh cố tạo ra cái ống kính có tốc độ lấy nét nhanh như đôi mắt của loài người, nhưng mà còn lâu mới chạm tới được tốc độ của đôi mắt con người. Ví dụ như bây giờ tôi đang ở đây, tôi phóng tầm mắt tới đằng kia thì lập tức tôi nhìn thấy ngay. Còn ống kính dù có hiện đại đến đâu cũng mất một vài giây mới lấy nét rõ được. Chưa kể cái độ rộng của tầm nhìn vừa đủ để con người có thể nhìn thấy thoải mái, thấy được điều gì đang diễn ra ở môi trường xung quanh. Các loại ống kính không có cái nào toàn hảo như là đôi mắt của con người cả. Tôi chỉ mô tả sơ sơ như vậy về cấu trúc trong cơ thể người. Có thể nhìn thấy được thì các anh chị đã thấy cái mức độ tinh vi như thế nào rồi. Những thứ liên quan đến nhu cầu của cơ thể người thì thường có 3 thứ cơ bản sau đây. Đó là nước, không khí và thực phẩm. 3 món này đều đã được đấng tạo hóa tạo ra và ban cho miễn phí. Có thể có người nói là đâu có, tôi phải trả tiền mà. Việc mà xã hội loài người phải trả tiền nó liên quan đến một câu chuyện khác có ghi lại ở trong Kinh Thánh. Hôm nào tới chủ đề đó thì tôi sẽ nói. Trở lại vấn đề là 3 cái món nước, nè, thực phẩm, nè, không khí đều đến từ đấng tạo hóa tối cao. Nãy giờ tôi nói về con người ở phần mà chúng ta có thể quan sát được. Bây giờ tôi nói tới phần không quan sát được là phần tâm hồn của con người. Tâm hồn của con người chứa đựng cảm xúc, kinh nghiệm trong quá khứ, những điều đã trải qua, cảm giác tích cực và tiêu cực, hệ giá trị đang theo đuổi và ở trong đó, cũng như những điều trái với lương tâm cần từ bỏ, sự hiểu về các chủ thể khác, nói chung là nhiều thứ vân vân. Khi mình nói điều gì mà theo quy tắc ứng xử của xã hội, đa số mọi người đều cho rằng đó là sự xúc phạm, thì cá nhân mình đang giao tiếp cũng hiểu như vậy. Lúc này tâm hồn, cái cá nhân người mà đang giao tiếp đó cũng hiểu như vậy, thì lúc này tâm hồn họ bị tổn thương, là hậu quả trực tiếp của lối hành xử của chúng ta, của lời nói của chúng ta.
Tâm hồn là một cái gì đó không nhìn thấy được, nhưng đã chứa đựng vô số những cảm xúc tinh vi của một cá nhân ở một mức độ như vậy. Cho nên chúng ta phải cẩn trọng đừng làm điều gì làm tổn thương đến tâm hồn của người khác. Phần thứ ba trong một con người đó là phần linh, tiếng Anh gọi là spirit. Đây cũng là một phần không nhìn thấy được, nhưng có tồn tại trong một con người. Đây là một phần có liên quan đến linh giới. Khi mà chúng ta thờ phượng đấng tạo hóa thì chúng ta dùng phần này để tương thông với Ngài. Đấng tạo hóa chính là Yahweh Thiên Chúa. Người Công giáo gọi là Yahweh Thiên Chúa, người Tin Lành gọi là Jehovah Đức Chúa Trời. Đấng tạo hóa nên muôn loài. Ngài là thần linh, là spirit, nên mình không thể dùng vật chất hay cảm xúc cá nhân thuộc tâm hồn của mình, kinh nghiệm của mình để thờ phượng Ngài, mà phải dùng phần linh để kết nối với Ngài. Khi mình sống trong tội lỗi thì phần linh của mình bị ma quỷ thuộc thế giới linh có khả năng chiếm hữu và điều khiển, ra lệnh vào trong cái phần hồn của mình, từ đó thể hiện ra phần thể xác bên ngoài bằng hành động cụ thể. Còn khi mình đã ăn năn tội, tiếp nhận Chúa Giêsu là đấng đã chuộc tội thay cho mình và chấm dứt tình trạng sống trong tội lỗi, thì chúng ta mới được ban cho Thánh Linh, chính là Linh Thánh của đấng tạo hóa, để tương thông với Ngài. Nói một cách nôm na, phần linh là một cơ chế để chúng ta tương tác với linh giới. Nếu chúng ta thiếu hiểu biết về điều này thì kẻ thù là ma quỷ dễ chiếm hữu phần linh của chúng ta để điều khiển. Các anh chị hay thấy người bị bệnh tâm thần chính là đang bị tà linh điều khiển. Y khoa làm gì có thuốc trị bệnh tâm thần, vì nó là phần không nhìn thấy được. Muốn trị thì phải dùng điều không nhìn thấy được để trị, chứ không phải dùng hóa chất là thuốc men để trị. Các loại thuốc mà bác sĩ cho bệnh nhân uống chủ yếu là thuốc ngủ hay là thuốc an thần để cho cái phần linh bị ma quỷ chiếm hữu, khó kích hoạt phần xác của bệnh nhân do mệt mỏi và ngủ thiếp đi. Các anh chị không tin, hôm nào ghé bệnh viện tâm thần hỏi các bác sĩ về các loại thuốc cho bệnh nhân uống là loại thuốc gì, các anh chị sẽ thấy điều tôi nói là chính xác. Nói chung, hôm nào mà nói về chủ đề tâm linh thì theo sự thần hứng và sai phái của Chúa thì tôi sẽ nói thêm. Còn hôm nay chỉ nói về chủ đề là sự tôn trọng. Các anh chị thấy đó, cá nhân của một con người đã được tạo dựng một cách quá sức tinh vi và phức tạp, là một tuyệt tác của đấng tạo hóa tạo thành. Phần xác, phần hồn, phần linh thiệt là quá sức tưởng tượng của năng lực khoa học con người. Khi mà chúng ta hiểu được sự quý giá ở một cá nhân, chúng ta mới có sự tôn trọng, quý trọng và trân trọng cá nhân ấy được. Tiếng Việt cũng tinh vi phức tạp anh chị ha. Nào là tôn trọng, là quý trọng, là trân trọng, nhiều cách để mà diễn đạt. Khi nhìn thấy một người thì các anh chị chỉ cần nhớ đây là một tuyệt tác của đấng tạo hóa, thì các anh chị sẽ thấy quý trọng. Dĩ nhiên khi gặp phải tuyệt tác mà bị lỗi, xin nhắc lại, lỗi ở đây không phải là của đấng tạo hóa tạo ra, mà lỗi ở đây là do ý chí tự do của con người gây ra hậu quả cho chính mình bởi hành vi tội lỗi. Khi đối diện với một cá nhân như thế, chúng ta phải có sự thương xót và dùng đúng phương pháp của đấng tạo hóa để sửa lại cho họ. Phương pháp ấy là gì? Ở dịp khác tôi sẽ nói. Kể từ hôm nay thì anh chị em hãy đối xử một cách tôn trọng đối với người khác. Kinh Thánh dạy rằng là hãy xem người khác là trọng hơn mình, nhằm nhấn mạnh điều quan trọng là hãy tôn trọng người khác. Khao khát được tôn trọng như là một sự không nhìn thấy được nằm sẵn trong mỗi một cá nhân, và chúng ta hãy đáp ứng cái khao khát ấy. Tôi là Francis Hùng, diễn thuyết gia, chuyên gia đào tạo doanh nghiệp cấp cao và là cố vấn chiến lược kinh doanh cho nhiều doanh nghiệp vì lợi ích của con người. Tôi có thể giúp cho đội ngũ các anh chị gắn kết, tôn trọng lẫn nhau và thật sự hiệu quả, tử tế trong công việc. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi video clip này. Hẹn gặp lại trong những video clip tiếp theo. Xin chào.